những con bạc biến hình của nam bộ gì nha. Đôi chân rất dài, sợi dây dài về để làm gì cái gì, để công an được cái chạy chúng làm gì hết. Bây giờ chúng ta cùng chào đón mong cô đang hát lúc thứ hai sẽ gọi lên là người đẹp nhã vi thủ gì gỡ đâu gì. Nhã vi là một trong những cô gái hát tiêu biểu cho con chào, dù tóc ngắn cũng nên để trong phòng. Bây giờ chúng ta cùng chào đón người đẹp châu hoa gỡ đâu gì, người đẹp châu hoa rất duyên dáng trong bảo và bà đến từ Cần Thơ gì nha. Những bài hát riêng về Nam Bộ và những trò chơi dân gian riêng về Nam Bộ dành tặng cho quý vị nha. Rồi cái bây giờ một công tác rất là dễ chịu và dễ thương dễ nhớ đầu tiên mà mở hàng luôn. Em xin mời một khán giả bất kỳ bước lên sân khấu hỗ trợ bỏ băng như đoạn cầu được giúp cho em không ạ? Rồi xin mời em trai. Rồi cái đó cái gì? Và cái bây giờ em trai sẽ bỏ 60 trái băng như đoạn cầu nha. Em đếm cho chị nha. Đếm cho kỹ nha, đừng sót trái nào. Và sau đó ở bên dưới thì có các người đẹp của Sài Gòn Tân Thời đang rào bước phục vụ bà con cô bác dùng lời đầu tiên dùng lời mở hàng bởi vé 20.000 đồng. Chúc mừng quý vị của Sài Gòn nhiệt tình trên Sài Gòn Tân Thời. Kính thưa quý vị, và mỗi lá vé sẽ có 60 con số tương ứng với 60 trái banh trong lần cầu mà anh trai đã bỏ vô lần cầu đó quý vị. Chút xíu nữa bắt đầu em ấy xong việc trở về vị trí của mình thì chúng ta sẽ bắt đầu game. Và game rất là đơn giản, cho em hỏi có ai lần đầu tiên đến với đoàn không ạ? Giơ tay giùm cho em ạ. Lần đầu tiên đến hả? Hả? Phải không? Chính xác không? Con bé kia là thấy nó bủ vào cái hàng ghế này đó. Dạ, lần đầu tiên luôn, dạ. Chắc không biết luật chơi đâu ha. Rồi mình nói lại đi. Rồi, cái đó. Bà đem ghế theo luôn là không ai làm lợi bà đó. Đi coi lô tô mà kinh nghiệm quý vị là đem ghế thường hủ luôn đó nha. Rồi, kính thưa quý vị, là luật chơi rất đơn giản. Mỗi lần bé sẽ có 60 cơ số, tương ứng với 60 trái banh trong lần cầu. Và khi mà ca sĩ đứng trên sân khấu kêu cơ số nào, quý vị vui lòng dùng tâm sẽ đang bút viết các phương tiện cần thiết. Mascara, eyeliner, son. Cái gì mà mình chọn làm dấu được, mình cứ chọn 4 con trên một hàng ngang là mình đọc giải. Giới cho em, 4 con trên một hàng ngang là trúng quà nha. Còn 4 con trên một hàng dọc là mình trúng gió, không có trúng thưởng. Quý vị lưu ý giùm cho em nha. Dạ, đừng có hàng dọc có chạy lên cái hỗ trợ trúng trúng thưởng chị ơi. Xong là trúng một bà bê đem về chứ không có quà đâu quý vị nha. Rồi nếu mà quý vị đã đến với Sài Gòn Tân Thời nhiều lần rồi thì quý vị cũng biết là nếu quý vị đọc giải ở vòng 20.000 đồng, chúng ta sẽ nhận được một cặp voucher mua hàng tại góp mắt cho quý vị nha. Rất mong quý vị cũng sẽ ủng hộ nhiệt tình cho Sài Gòn Tân Thời. Quý vị có thể quy đổi nếu quý vị thích. Rồi cái bây giờ vòng loại đầu tiên Bella còn bà dễ chót. Rất mong quý vị cũng sẽ ủng hộ nhiệt tình cho Sài Gòn Tân Thời. Kính thưa quý vị, và tối đêm nay quý vị có thể thấy là một do là tới thứ năm cho nên là các thành viên sẽ xen kẽ với nhau phục vụ. Và nếu mà quý vị muốn gặp đông đủ hơn, quý vị hãy đến vào tối ngày mai với sự xuất hiện của tất cả các thành viên còn lại và khách mời danh ca Giao Linh quý vị nha. Rồi, thế bây giờ vòng loại đầu tiên của tất cả các bạn chúng ta hãy bắt đầu dò số vô. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Xin hỏi các anh chị biết luật chơi không?
cơm tôi chỉ còn mười gì đây mười gì ra còn mười gì đây mười gì ra của em thấy cô mà đi ba bán cái hàng bánh răng đi răng cây bánh xèo gia cảnh em nhiều mà cứ nở bánh răng còn mười lăm còn mười lăm để em học lại cho quý vị mình ơi. Thank you.
đi ra con ba đi nữa, ba đi đây con ba đi ra con ba đi ra. Chúng luôn hả? Xuất sắc. Chúng giải mà ta giơ tay là được rồi, gì mừng. Em dễ thương vậy sao? Mừng lắm. Yeah. Kế đến với chị, trong lời ba hàng, con xin chúc may mắn. Ba xuân, ba bùi.